Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hồ Uy Quân đứng thứ ba trong cuộc thi mấy năm trước. Ơi, có thể nói là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Quân lão đệ, ngươi chắc chắn là không cần dùng tới lắm vạn binh sĩ của bên chỗ ta hay sao? Thế cục cao cấp này, trên chiến trường nếu như ngộ thương phải quân bạn thì không hay. Hơn ngàn võ sư thủ thành. Ba vạn sĩ binh muốn đột phá thì cũng hơi khó đó, càng đừng nói tới. Ta còn quan tâm đưa cho Thanh Dương Thành thêm mấy vị môn thần. Trưởng môn. Phải cả đội bắn tỉa. Khách tới rồi. Giống ra cắt lượng thật. Ngừng. Kỷ luật nghiêm minh, không hổ là tinh nhuệ. Tội kỷ, cho bọn họ nghe tiếng đi. Vâng. Vậy mà còn dám đóng cửa kháng cự. Xem ra là phải ra ngoài phủ đầu với bọn họ một cái. Ra ngoài phủ đầu. Thuẫn vệ. Thuệ. Ám khí này thú vị đấy, khoảng cách xa như vậy mà còn có uy lực như vậy. Nếu như không phải là có lão phu ở đây, giao tướng quân sẽ phải xuất sư, chưa thắng được đã bỏ mạng trước rồi. Lời của quân chủ không sai, nước cổ Thanh Dương Thành có hơi đục à. Người ra tay có phải là cao thủ của Thiết Cốt phái hay không? Có dám đấu với lão phu? Một trận. Là võ vương. Thế tục chiến tranh võ vương không thể nào tham chiến à? Đối phương không tuân quy tắc. Ấy, quy tắc đều là do cường giả viết lại. Cho dù là ở một thế giới khác, cũng không có ai có thể bắt ngũ thường tuân theo. Cũng không có ai có thể bắt ngũ thường tuân theo quy tắc. Não Giang sống động rồi. Nhị phẩm võ vương. Tứ phẩm võ vương à, chỉ đủ gãi ngứa. Thiên nghiểm biến. Trưởng môn, võ vương này ta sẽ giữ chân của hắn. Nhớ thêm tiền tăng ca cho ta. Ấy quân lão đệ, đối phương cao hơn giang trưởng lão hai giai đó, có nguy hiểm hay không? Hai giai mà thôi, Thiết Cốt phái bọn ta quen vượt cấp giết gà rồi. Tiếp theo đây mới chính là chiến tranh của chúng ta.
Là tinh hạch ma diệm pháo. Một viên là đủ để vỡ lát tường thành của chúng ta. Đối phương vậy mà có tới 4 cái. Ơi, đối phương có pháo Itania trước. Bên ta nên làm gì? Đợi trước đã. Quấn trưởng môn đúng không? Giao mỗ chỉ hỏi ngươi một câu. Hàng hay là không hàng? Ơi, pháo Itania còn con mà thôi. Bên ta chọn lượng kiếm.